các bạn đến với kênh Hoa Nắng của mình. Hôm nay á mình đi khám bệnh đó các bạn, không nên á không có làm clip món ăn cho các bạn xem được. Nhưng á bù lại á mình sẽ quay một cái điểm du lịch của Sóc Trăng cho các bạn xem. Đó là chùa Phật Học 2 nha các bạn. Mời các bạn vô trong tham quan cùng với mình nha. Đây là những quả trứng của cô chùa nha các bạn. Mà mình bước vô tới cổng thì mình đi theo cái dọc trứng là mình sẽ thấy bà Quan Âm bự nha các bạn, bự màu xám xám này nha. Kế tiếp là những này là mẹ Âu Cơ đó các bạn, mẹ Âu Cơ ôm những đứa con đó các bạn. Mình mới vô mà mình thấy được như này mình cũng háo hức lắm các bạn. Mời các bạn vô trong cùng xem với mình tiếp theo nha. Mấy bên đây là có một cái vườn hoa màu tím đẹp lắm nha các bạn, ta xen lẫn những cái cây bông giấy màu mà này màu gì ta, mọi người gọi là màu hồng nha các bạn, với những cái cây màu hoa bên đó cũng hoa màu vàng mà mình không biết là hoa gì nha các bạn, nó cũng đẹp lắm nha các bạn. Ai mà chụp hình đó các bạn, vô đây ngồi nè các bạn, vô đây ngồi nè, bông đẹp lắm nha các bạn. Đây bông màu tím đẹp lắm nha các bạn. Các bạn có thích bông màu tím không? Chứ mình thích bông màu tím nha các bạn. Đây, đẹp lắm nha. Bên trong đó thì chỉ toàn là hoa thôi nha các bạn. Còn mấy bên này là đi vô là hướng đi vô chùa nha các bạn. Mình còn đi vô chùa nha các bạn. Mẹ Âu Cơ nha các bạn. Còn bên đây, cái dọc bên đây á, mình cho các bạn xem đó là dọc trứng của mẹ Âu Cơ nha các bạn. Trứng bên đây là dạng như là 100 trứng của mẹ Âu Cơ đó các bạn, đủ sắc đủ màu các bạn. Cái trứng to mình ôm bằng cái cùng tay mình luôn các bạn, cái trứng nào cái trứng nấy làm to lắm nha các bạn, bự như các bạn, đẹp lắm nha các bạn. Đây mình đã vô chùa nha các bạn, nhưng mà phần bên đây là chỉ là phần hông của chùa thôi nha các bạn, còn đứng về bên đó là phần chánh điện của chùa nha các bạn. Chùa cũng có một tượng Phật lớn nha các bạn. Trước mặt mình là một tượng Phật lớn nha các bạn. Mình mới vô đây lần đầu tiên các bạn nên mình không biết chỗ nào mà để ngang hết trơn các bạn. Thôi mình ra đây mình đốt những tượng Phật ngoài này các bạn. Đây cũng là một cái tượng Phật của mẹ Quan Âm nha các bạn. Bên đây rất là mát nha các bạn. Đây các bạn nhìn sau lưng cái tượng Phật có những cái võng là để cho những mà khách tham quan người ta đi qua đây người ta ngồi đó các bạn. Cái con đường bước vào chánh điện nha các bạn. Các bạn đi theo mình vô chánh điện nha. Lá bự ơi là bự, nhưng mà chắc cái cây này người ta kêu là chắc cái cây để mà cầu 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 an đó các bạn. Đây
cái lá bự lắm nha các bạn. Các bạn cùng đi xem bên đây, mình thấy bên đây có cái gì là những cái lồng đèn đủ màu đó các bạn. Bên đây có mấy con hạc nha các bạn, đẹp lắm nha các bạn, đủ màu luôn các bạn. Có một cái hồ cá nha các bạn, mình cũng qua đó xem một cá các bạn. Bên đây là một cái đường đi ra cái hồ các bạn, có những cái tòa sen bự chà bá luôn. Tí nữa mình đang đi là có một cái Phật, mà Phật dạng như là Phật nhỏ tuổi như các bạn. Còn mấy bên đây là một cái ông Phật bự như các bạn. Hai bên ông Phật là có những cái bàn tay như các bạn. Nắng quá các bạn ơi, bữa nay mình đi mình không có đem nón nha các bạn. Mình đi chỉ mà chủ yếu mà mình đi khám bệnh thôi. Bây giờ mình nghe cái chùa có cái chùa đẹp là mình đi vô đây mình xem thử nha các bạn. Sẵn mình giới thiệu cho các bạn coi xem chỗ như là chùa của Sóc Trăng nó đẹp như thế nào nha các bạn. Đây bên đây là cái ông Phật bự nha các bạn. Mình vòng qua mấy bên đây mình coi những con cá bự mấy bên đây nha các bạn. Wow, ở đây có một con cá bự nè các bạn. Wow, con cá bự quá các bạn ơi. Cái con cá này nó chắc nó lẻ là nó đang nhìn mình nè các bạn. Nó bự, bự lắm nha các bạn. Nó dài cỡ 5-6 gan của mình vậy đó các bạn. Nó đẹp quá các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Ai mà có thời gian rảnh á, mình đi về đây mình du lịch một chuyến đi. Ở đây có những cái cảnh đẹp lắm nha các bạn. Mình đi là nãy giờ mình còn mê nữa, mình còn không có muốn về nữa đó các bạn. Đi vòng bên đây mình cũng có mấy con cá bên đây nữa các bạn. Bên đây thì có những con cá nhỏ hơn nha các bạn, nhưng mà nó đẹp nè các bạn. Con đen thui nè các bạn. Đây cái con nó xám hơn nè các bạn. Con cá này là con cá dạng như con giống con cá cảnh gì đó cả. Ui con trắng nè các bạn. Đủ loại cá nha các bạn. À mình biết con này là con cá mì dinh đó các bạn. Con mấy trong đó đó các bạn. Đang bơi ra đó các bạn. Cái con đó là con cá mè dinh nha. Còn con này mình không biết nó là cái con gì luôn các bạn. Nó là loại cá chép mình không biết nó con cá chép gì luôn các bạn, tại nó đen quá. Mình vào qua đây các bạn ơi. Bên đây có một hồ nữa nha các bạn. Bên đây cũng giống như bên đó nha các bạn. Có một dãy cá. Cái con này nó lạ lạ các bạn. Nó làm như nó mất dãy nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn.
một cá em bé nè các bạn. Đẹp quá. Bên đây là mình không nghe nha các bạn. Tượng Phật bên đây là không nói, không nói là gì nè. Tượng Phật bên đây là không thấy nha các bạn. Thế à. Ba tượng Phật nhỏ nè. Thế bên đây là những con hươu nhỏ nha. Chắc có lẽ là người ta đi ngang đây cái người ta sờ. Người ta sờ nó các bạn. Nó mắc đi chứ đâu có tay hết rồi. Người ta sợ nó tới nó bóng hới nó mất đi cái lỗ tai hết. Cái con này nó không có gọi là được gọi là con nai nữa, nó thành con gì luôn các bạn. Đây bên đây nó chỉ còn có cái xương sườn với cái cổ rồi. Bên đây mình thấy bên đây có cái, những cái gì lạ ở bên đây. Ê, nó nghe này, nó con cá hoài nó không chịu đi nữa. Tao cho nó con cá nó mình đi. Ai không chịu đi? Có 3 4 5 7 kg. Không thích mẹ ăn. Ở bên đây á là có những cái lon nha các bạn. Mình là về nhà là mình sẽ làm những cái chậu lon vậy nè. Mà các bạn ơi, mình qua bên đây mình coi trước đi các bạn. Bên đây mình thấy đẹp hơn các bạn. Bên đây có một cái mái nhà bằng chung trống. Quá không đẹp lắm luôn á. Đây, chung trống đủ màu nha. Là tại bên đây là chưa có gió nhiều các bạn. Nếu mà có gió nhiều là các bạn sẽ thấy những cái trong trống này xoay là nó đẹp lắm. Mình vô thẳng trong này coi sao. Bông này đẹp thiệt chứ. Thấy không? Bông này đẹp ha. Đánh cho nó chụp tầm bầu ra. Hai mấy con đi. Đẹp quá các bạn ơi. Đó là gió thổi lên chung trống nó xoay nha các bạn. Bên đây là cái tượng sinh chín chằn nha các bạn. Đây là cái con chằn, mình đang ngồi trên lưng con chằn nha các bạn. Sợ quá. Đây các bạn ơi, con chằn nó bị một con ốc hương đeo nha các bạn. Đây mình sẽ gỡ con ốc hương như này. Đây con chằn bị con ốc hương đeo nha các bạn. Thôi nhưng mà mình không có biết nó đâu nha các bạn. Con này giống con nãy mà không phải con mã xà bự như bạn. Đây là cái con mã xà bự nha. Dài lắm luôn các bạn.
đi một hồi mình mệt quá các bạn, mình ngồi ở, ở cái dãy núi này mình nghỉ mệt cho các bạn. Ở trên đây có một hình người mẹ, mẹ đứa bé đó các bạn, cái đứa bé ở trong trên đó là cái đầu người mẹ đó các bạn, cái bụng người mẹ đó. Ở đây nhiều cây xanh đó các bạn, cái trời nắng lên mình thấy nó mát đó các bạn. Sau một thời gian mình nghỉ mệt, mình đi chuẩn bị đi tiếp đây các bạn. Cái cây này là cái cây mà nãy giờ mình nghe ta nói là cái cây sa la nha các bạn. Mình thấy người ta, đây các bạn, mình thấy người ta khắc tên lên đây nha các bạn. Đây, mình thấy người ta khắc tên đây. Ngạc nhiên nha các bạn, có tên của mình nữa đó nha các bạn. Đây, ai vậy ta, ai khắc cái tên mình vô đây vậy ta? Chắc một bạn nào cùng tên với mình đó các bạn. Đây, mà mình làm như vậy là không được nha các bạn, không nên khắc tên vô cái trái nha. Đang trái chút nhất chuẩn bị khắc tên luôn. Cái bông đó nha các bạn, cái bông nó đẹp lắm nha các bạn. Thơm nữa các bạn ơi, thơm mùi hoa lài các bạn. Thơm mùi hoa lài các bạn. Bên này có lẽ là nai nhỏ các bạn, còn bên đó là có lẽ là nai bự các bạn. Mình vô đó mình xem các bạn. Mình cũng thử mình nắm đây các bạn, mình nắm mình gịch gai các bạn. Bên kia người ta nắm gịch gai, bên đây mình cũng nắm gịch gai nha các bạn. Đây là cái cây tre chăm đốt nha các bạn. Đây gịch gai, gịch gai. Mấy bên đây á, là một cái anh mà dạng như mặc đồ rách rưới các bạn, có nghĩa là anh này là chắc đã đốn cây tre này các bạn. Đây bên đây là những cái con nai bự các bạn. Đây, bị treo lủng lẳng. Đây con. Các bạn ơi, đây mình thấy một cái lù. Hoa lạ lắm các bạn. Hoa này là hoa gì vậy các bạn? Đẹp quá các bạn. Nó cái lá của nó màu màu, màu trắng trắng các bạn. Đây con nai bự các bạn ơi. Mình ngồi lên mình đánh cờ với các bạn, với một cái ông không, mình cũng không biết gì, đánh cờ nha các bạn. Đây xin mời mình ghi tắt nha các bạn. Đây chứ có lẽ là một cái hang làm bằng nhân tạo các bạn. Đây sau lưng các bạn, mấy bên đây là có hình Phật nha các bạn, Phật ngồi trên cao nha. Em mình đi dạo qua đây nha các bạn. Mình đây giống chị nở luôn các bạn. Còn bên đó chắc là thằng chồng mình đó các bạn. Mình đi đây, cái bác cháu Hạnh chiếc phèo đang cầm nha các bạn.
giờ thì nở nấu nè các bạn. Đi mình vòng qua bé lại các bạn ơi. Đây là cái buổi trưa hè mà nó nắng nóng lắm nha các bạn. Bạn nào mà thích đi du lịch á, bạn ở xa mà không biết đường nên cứ liên hệ với mình á, mình chỉ cho các bạn đi xuống tới chùa này nha các bạn. Cũng dễ đi lắm nha các bạn. Nhưng cái cảnh, khung cảnh ở đây rất là đẹp nha các bạn. Có trồng nhiều cây xanh luôn á, rất là mát nha. Mình đang ngồi ở đây là mình đang ngồi nghỉ mệt trong một cái bụi tre. Gọi tre, người ta gọi là tre kiển á các bạn. Nó không có giống như tre ở nhà của mình nha các bạn. Nó chỉ có đốt nhỏ như các bạn. Nó giống như là cái cây tre chăm đốt vậy các bạn, nhưng mà nó nhỏ hơn nha các bạn. Đây, gió mát lắm nha các bạn. Mình đang ngồi nghỉ mệt trong cái bụi nha. Coi, không biết có ai thấy mình không ta. Mình dung như đây là không ai thấy mình hết nha các bạn. Đây là một chuồng sáo nha các bạn. Có một con lại nói chuyện với mình nè các bạn. Ở đây người ta niệm chú A Di Đà Phật cho nó nghe đó các bạn, để những con sáo này nó biết nói chuyện các bạn. Nó lại nó nói chuyện với mình đó các bạn. Đẹp lắm luôn nha các bạn, ngọc trắng người ta điêu khắc tinh xảo nha các bạn. Ở đây là cái dòng nước của cái chai này là nước ngọc lộ của bà Quan Âm đó các bạn. Đây mình tiếp theo mình cho các bạn một cái câu mà trong chùa người ta thường nói nè. Đây. Đây, đời bạc lắm kệ cười trước đã, rồi mình cười. Đi thôi. Đây là phần mẹ Quan Âm bự lắm nha các bạn. Đây là hình của mẹ Quan Âm bự nha. Đây khung cảnh của chùa nha các bạn. Đi mình cùng đi qua bên thềm gần bên kia các bạn.
đây mình cùng ra ngoài cho cá ăn các bạn. Ủa đó sao đi qua bên kia được? Đó, ra thiệt thôi chứ đâu cái nè, đường nè đâu có đi qua bển được. Đó nó có những con cá cá bự như các bạn. Wow. Con với khoảng chừng 5 kg các bạn. Có cái con đầu to đó, nó kể chừng 6 kg. Thôi con cá chê, con cá kê, con cá chê trắng. Nó lội lại kìa, nó lội lại kìa. Trời ơi, nó lội lại kìa. Tạm biệt cái gì nữa.